Honda Winner 150 bị tuột nồi hao xăng nha anh em. Tuột nồi rồi nhớt coi như bùng như này ha. Quá ghê. Nhìn nó gớm anh em ơi. Tuột banh cái nồi luôn nha anh em. Đang tháo ra lắp bộ nồi mai cho khách nha anh em. Đi bộ nồi Thái Lan luôn nha ha. Bao bền bóc cho anh em. Anh em có điều kiện thì gắn bộ nồi Thái Lan, bộ nồi của Nhật anh ha. Giá nó cao hơn nhưng mà chạy nó bền. Anh em coi nồi xe ha. Tuột nồi nhớt ra anh em coi. Như bùng ghê quá nè. Banh luôn cái nồi. Xe chạy yếu hao xăng nha anh em. Honda Winner 150. Anh em nào chạy Winner 150 thuộc nồi hao xăng cứ qua tiệm xe Khánh ha. Tới địa chỉ 462-15 đường 3 tháng 2, phường 2 quận 10 nha anh em. Có nhận làm nồi làm máy nó cấp máy cho anh em ha. Bao mạnh bình bóc tiết kiệm xăng nha anh em. Lên full 150, 175, 200, 250 nha anh em. Thời gian làm nồi thì khoảng nửa tiếng anh em ha. Anh em tới tiệm xe Khánh nằm góc ngã tư Thành Thái 3 tháng 2 kế bên trong cái siêu thị Sài Gòn. Thời gian mở cửa là 8 giờ tới 5 giờ nha anh em. 8 giờ tới 5 giờ anh em ha. Đấy 18 anh em ha. Phú Yên. Giờ đâu. Anh em ở xa muốn mua hàng thì liên hệ Khánh ha. 038 9910 555. Nhận ship Hàn Quốc cho anh em. Anh em muốn gửi xe Khánh làm thì cứ liên hệ Khánh luôn. Nhận xe làm cho anh em rồi gửi xe lại cho anh em ha. Honda Winner 150 nha anh em. Tết Tây nè ha, 1 tháng 1 2020. Còn mấy ngày nữa là Tết thôi, 20 ngày nữa. Tranh thủ ra sớm nha anh em. Nhận sơn xe dọn kiển luôn anh em ha. Rồi giờ mình lắp vô nha nè, lắp vô rồi xong chịu, chỉnh xe, chỉnh nồi rất là xong. Rồi, chào tất cả anh em ha. Sư phụ đang ráp.